cha mình hay kể, có rất nhiều người con gái đã đến với cuộc đời của cha. Em biết cuộc đời này rất nhiều cám dỗ không? Em biết chứ. Nên anh chỉ chọn bến đỗ đó là em thôi. Nhưng người con gái đến bất ngờ nhất, anh Quân, đó chính là mình. Ủa sao tự nhiên giao cho anh nguyên cục vậy? Em gì ơi? Vậy là mẹ con giống cô Tiên lắm đúng không cha? Ừ, đặc biệt là giọng nói của mẹ con. Anh Quân, nó là con của tụi mình đó, anh đưa nó giúp em nha. Cha, tự nhiên cha làm thêm gì vậy? Cha bị lên máu. Lên! Ông Quân, tôi nè. Chỉ có bằng cách này rồi mới giết được kịp mẹ thôi. Có chắc ăn không? Vượt biên hả? Ờ, yên tâm biên nghệ tôi mà. Tạm mệt. Dạ anh tính. Con nó còn nhỏ, mẹ nó bỏ đi, nó nuôi ông Đột ấy. Nó nhỏ nó ỉa, giờ hai thả nó xong chứ có gì đâu. Trời ơi con gái,